Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của Duy nha. Trong cái chuyến đi ngày trong video ngày hôm nay, Duy đang có một chuyến đi thăm cái chợ rất là đặc biệt mọi người. Nhưng mà trước khi Duy tới chợ thì Duy có chạy ngang qua một cái thành phố có tên gọi là Magellan nha. Thì thành phố này rất là đặc biệt. Bây giờ là gần 6 giờ sáng và cái thành phố này rất là nổi tiếng vào buổi sáng mọi người biết tại sao không? Bây giờ Duy sẽ quay cho mọi người xem nha. Thì thành phố này nổi tiếng bởi vì buổi sáng vào buổi sáng mọi người là sương mù rất là dày đặc nha. Mọi người có thể thấy nè. Đường xá rất là trắng xóa luôn. Rồi bây giờ Duy sẽ chạy đến cái chợ mà Duy mới vừa đề cập nha. Thì bây giờ Duy đã chạy tới gần cái chợ rồi mọi người. Cái chợ mà Duy sẽ đi hôm nay có tên gọi là Pasa Pabringan Ngadi Prono nha. Ngadi Prono đó là tên của cái làng mà tổ chức cái chợ này. Còn cái Pabringan có nghĩa là một cái vườn tre mọi người. Thì cái khu vực này là vùng núi cao mọi người, cho nên là bây giờ là gần 7 giờ sáng này mà vẫn còn thấy sương rất là nhiều nha, sương mù rất là nhiều luôn. Bây giờ như còn phải chạy lên khoảng 1,3 cây số nữa mới tới cái chợ được. Đường vô chợ rất là đẹp nha, đã ghê, dễ thương ghê luôn. Phong cảnh quá đẹp luôn. Có cái núi nè. Núi này núi gì ta? Đẹp quá. Ồ, quá đẹp luôn mọi người. Quá đẹp luôn, đã. Ngôi chợ này nằm trong cái làng, ngôi làng nhỏ rất là dễ thương mọi người. Đường xá được đầu tư rất là bài bản nha. Hay kìa. Mọi người khách du lịch cũng rất là đông mọi người. Thì Duy vừa đậu xe rồi mọi người, bây giờ Duy sẽ đi vào chợ nha. Cái chợ này đặc biệt ở chỗ đó là một tháng nó chỉ tổ chức có 2 lần thôi và tổ chức theo lịch của người Java nha. Người Java thì một tuần của họ còn chỉ có 5 ngày thôi. Và cái chợ này sẽ tổ chức 2 lần một tháng và rơi vào ngày chủ nhật nha. Bây giờ Duy sẽ đi vô chợ nha mọi người. Đây sẽ đi cái đường này. Thì ngôi chợ này rất là hay mọi người, rất là thú vị là nó nằm ở bên trong một khu rừng tre nha. Cái khu rừng tre này nó rộng khoảng 2,5 hecta. Thì để mà mua đồ trong chợ mọi người sẽ không có sử dụng cái tiền bình thường nha. Mình sẽ đổi tiền của sử dụng riêng cho cái chợ này thôi. Rất là thú vị. Thì sẽ cho mọi người xem cái tiền nó như thế nào nha. Cứ đổi 2.000 là sẽ được một cái mắt tre mọi người. Thì cái tiền để sử dụng trong chợ này gọi là coping mọi người. Đây là mệnh giá của nó nè. Thì đã đổi ra 30.000 nha, là 15 cái coping. Đây mọi người, đây là tiền của Duy nha. Duy sẽ sử dụng cái này để mà đi vô chợ nha. Cái này được gọi là coping. Một coping là nó tương đương với 2.000 tiền Indo. Đây mọi người, đây là không khí trong bên trong chợ nè. Cái camera của Duy bây giờ bị mờ rồi, tức ghê mọi người. Thì đây có bán con bọ nè. Một con bọ là 8 ring, tức là 16.000 tiền Indo. Một con bọ như thế này. Ở bên đây thì là mấy chú bán đồ thủ công mỹ nghệ được đan từ tre mọi người. Còn bên đó là cái nhạc cụ truyền thống nè. Thì đi vô cho sau một chút xíu nữa thì có thêm một cái chỗ để mà mình đổi tiền ra mọi người. Thì ở đây có niêm yết cái chính giữa này là cái phần niêm yết giá nè. Thức ăn nhẹ thì từ 1 tới 2 đồng coping ring. Phần ăn mà no luôn á thì từ 3 đến 7 đồng. Nước thì 2 đến 9 đồng. Còn cái hàng thủ công mỹ nghệ là từ 2 đến 15. Còn cái hàng gọi là asiutani tức là cái rau củ quả đồng người. Từ 1 đến 6 đồng. Thì ngôi chợ này thật sự là một ngày hội thật sự luôn mọi người. Trong chợ cũng có cái hoạt động giải trí đi cà kheo đó mọi người. Đi cà kheo giống Việt Nam này.
Thì hầu hết các vật dụng được sử dụng trong cái chợ này là đều làm từ tre hết mọi người. Rất là hay ha. Mấy cái xích đu cũng làm từ tre luôn. Dễ thương ghê. Thì hồi sáng này có lẽ là Duy chạy xe ở trong sương mù mọi người. Cái sương mù nó vô camera hay sao gì cũng không biết nữa. Nhưng mà bây giờ là phải zoom lên mới nó mới nhìn rõ hình ảnh nha. Ví dụ mà Duy không zoom để chế độ bình thường nè. Đó, nó màu cam mà. Phải zoom lên nó mới rõ luôn. Thì cái trường tre này nó có diện tích là 2,5 hecta mọi người. Thì chợ Baringa này thật sự là một cái sáng kiến rất là hay mọi người. Đây là một cái nơi không chỉ mà để người dân trong làng họ cùng nhau để mà phát triển làng, phát triển về du lịch nè, rồi quảng bá cái văn hóa nè, rồi cũng có một cái nơi để mà người dân có một cái dịp để mà gặp nhau, trao đổi, và đặc biệt là phát triển cái hoạt động kinh tế nha. Như thấy là không chỉ riêng cái người dân ở cái khu vực xung quanh đây tới chợ đâu, mà còn rất là nhiều người từ những thành phố khác tới để mà du lịch, để mà khám phá nha, rất là hay luôn. Thì kế bên cái rừng tre ở gần chợ rồi có một cái nghĩa trang nhỏ nhỏ nè. Nãy giờ Duy mới để ý thấy là Duy tưởng nó là cái nơi trồng cây không, nhưng mà thật sự trên những cái cây á, những cái mọc lên là những cái mộ hết nha. Đó mọi người, đây nữa nè, đây mình thấy rõ đây nè. Đó, cứ một ngôi mộ là sẽ có trồng một cái cây đó mọi người. Toàn bộ cái này là mộ hết nha. Nãy giờ Duy tưởng nó những cái ủ đất để mà trồng cây không à. Thì ngôi chợ này hoạt động từ bắt đầu từ năm 2016 mọi người. Nhưng mà không phải ở cái địa điểm này nha. Đến năm 2017 thì mới đổi lại cái làng Ngadiprono này. Thì chợ sẽ hoạt động bắt đầu từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Bây giờ Duy sẽ lại thử một cái thức uống khá là phổ biến của người Indonesia nha, đặc biệt là ở đảo Java mọi người, tên là Jamu nha. Thì đây gọi là cái thức uống Jamu mọi người. Cái vị Duy kêu là vị gừng nha, tên là Temulawak. Thức uống này được tin là rất là tốt cho sức khỏe mọi người. Thông thường Duy đi chợ thì Duy thấy là mọi người hãy ghé dùng cái sạp bán những cái nước như này uống nha, giống như mình uống trà hay uống cà phê vậy đó. Cái phần nước này thì thử uống cũng khá là ngon. Đây, khi mà mình đi chợ thì mình sẽ thường xuyên thấy những cái sạp như thế này bán những cái thức uống này, có rất là nhiều vị nha. Nhưng mà Duy đọc tiếng Java Duy không hiểu. Nãy giờ Duy nói lộn mọi người, cái này là nghệ nha, không phải gừng. Hèn chi cái màu vàng uống vô ngậm nãy giờ mới phát hiện ra đây là nghệ. Bây giờ Duy còn 4 cái cơ binh mọi người, thì Duy không biết mua thêm cái gì. Bây giờ thôi, Duy sẽ lấy cái này đem về làm kỷ niệm nha. Cái này là hàng hiếm á. Đây là mọi người, đây là cái vấn đề của mà cái camera Duy đang gặp nè. Mờ câm vậy á. Rất là mờ luôn, quay không được gì, tức ghê luôn. Nhưng mà khi mà zoom lên, gấp đôi lên thì nó lại rõ nha. Cho nên nãy Duy quay bằng zoom gấp đôi lên không à. Zoom x2 á. Thì coi nó cũng không có được thoải mái cho lắm. Thì nãy Duy có hỏi mấy cô là cái ở đây là cái nghĩa trang của làng mọi người. Nghĩa trang dành riêng cho cái làng Ngadiprono này nha. Ngadiprono. Thì cuối cùng cái camera của Duy nó cũng trở lại bình thường rồi mọi người. Giờ Duy sẽ đi lại một vòng cho mọi người xem cái chợ trên như thế nào nhé. Thì bỏ tay luôn. Bỏ tay camera này luôn. Bên đây người ta đi cà kheo rất là hay mọi người. Cái cà kheo cực kỳ khó đi nha. Nãy Duy thử đây. Quá khó đi luôn, không thể nào mà leo lên được luôn. Cái nên phải tập đứng vững trước rồi mới đi được. Rất là khó mọi người, siêu khó luôn. Bây giờ Duy sẽ đi vô một vòng lại nha. Mừng quá, cuối cùng thì camera nó cũng đã trở lại bình thường rồi. Đây là cái chỗ để mà mình đổi tiền nè. Ở đây là chỗ cái sạp của mấy chú bán đồ nông nghiệp. Mọi người, đây là cái sạp bán trứng vịt muối nè mọi người. Dễ thương ghê không? Nãy Duy có mua ở củ mì với lại củ Hoa Lan để ăn. Nãy Duy cũng có ăn cái sô tô ở đây luôn rồi. Dawet Ayu. Bây giờ Duy sẽ mua bắp này ăn nha. Bu, jagung bu. Dạ, satu aja. Là cái phần bắp mà Duy mua nè mọi người. Hai cơ pin là 4.000. Khá là rẻ ha. Thì sẽ đi qua tiếp những cái quầy nha. Nãy Duy quay không được. Bây giờ thì cũng gần 11 giờ cũng vắng rồi mọi người. Thì sẽ đi một vòng. Đã quá. Cuối cùng thì mình đã. Camera cũng đã. Hồi phục rồi. Nãy Duy nhảy lên cà kheo chắc
nó bừng tỉnh là sao. Ở đây là cái quầy đồ ăn mọi người, rất là đông. Quầy quầy đồ ăn thì lúc nào cũng đông hết, rất là nhiều món ăn, không thể nào mà nhớ hết những cái tên những cái món này. Gặp Lop Patel, Sego Vonon, hay là Sego Kuning. Này là chỗ bán trà với lại nước quýt. Còn đây là sa tế, là đồ nướng mọi người. Đồ nướng, gà nướng, gà ta nướng. Đây là gạo chiên. Còn bi chết mọi người, bi chết ở đó là massage nha. Còn đây là có bắp nướng, ngon kìa. Bắp nướng. Đằng kia thì có quầy cà phê. Bên đây thì có cái nấm nướng mọi người, nấm nướng nha, rất là lạ, nấm nướng. Thì cái phần bắp gì mua đơn thuần là bắp luộc rồi tách hạt ra mọi người, rồi rắc miếng nước dừa, rắc một miếng dừa dừa nạo, sau đó thì chan một ít nước đường. Chưa không biết đây là loại bắp gì nhưng mà cái hạt nó bự quá nha, ăn nó hơi sượng sượng. Khi mà mọi người đến đây để mà tham quan thì không cần lo lắng gì hết nha, thì ở đây thì đầy đủ mọi thứ luôn. Mình chỉ cần trả tiền gửi xe xe máy 3.000 thôi, còn xe hơi gì chưa biết. Có đầy đủ đồ ăn, thức uống, toilet, chỗ ngồi nghỉ ngơi. Rồi cái không khí ở bên trong cái chợ nó cũng rất là mát mọi người, mát lạnh luôn á. Tại vì cái này nó nằm ở trên lưng chừng cái núi á, cũng gần tới cái đỉnh núi luôn á, núi Cô Quang nha. Thì cái tiền này nè mọi người, các cô mà bán đồ ở đây á, thì sau cái ngày thứ ba, sau cái buổi chợ này rồi tới ngày thứ ba thì các cô sẽ mang cái tiền này đến để mà cái đến bàn quản lý để mà đổi lại cái tiền bình thường nha. Thì các cô sẽ phải đóng khoảng 15% cái số tiền mà các cô bán được cho cái bàn quản lý. Thì cái vườn tre này rộng tới 2,5 hecta luôn mọi người. Mọi người thấy cây nào cây nấy vừa cao mà vừa bự nữa. Và cũng nhờ cái chợ này mà cái vườn tre này được chăm sóc tốt hơn mọi người. Được trang trí rồi được thiết kế nó nhìn nó gọn hơn, sạch sẽ hơn. Thật sự thì cũng nhờ những cái chú đánh nhạc cổ truyền thống này mà cái không khí ở cái chợ nó cũng sôi động hơn mọi người. Qua khu vực tầm ăn gung này có thể trồng cà phê được mọi người. Đây, Duy phát hiện mấy cây cà phê có trái đây nè. Đó. Quá ngon luôn. Đây con gà. Ui, hết hồn anh. Duy vừa đi ra trở đây cổng mọi người để mà đi lên một cái mộ của một cái vị tên là Yoko Ono này nha, là cái người mà được xem là sao ta, là những người đầu tiên đến để mà thành lập cái làng Ngadi Bruno này mọi người. Ngadi Bruno thì sẽ đi lên cái đỉnh này, đi lên cái đỉnh của núi Cô Quang. Ở đây là có bảy cái ngôi mộ nha, bảy cái ngôi mộ của tổ tiên của cái làng Ngadi Bruno. Bây giờ sẽ đi lên cái mộ của Bunden Yoko Bruno mọi người, là người tiên phong đến để thành lập cái làng nha. Chị đã đến tới nơi rồi mọi người. Đây là những cái mộ của những cái Bunden nè, là những là tổ tiên của những người tiên phong thành lập cái ngôi làng này. Ở trong đây cũng có một cái ngôi mộ nữa mọi người, tuy nhiên thì đóng cửa gì nhìn vô cũng không thấy được gì hết trơn. Chị thấy một điều rất đặc biệt là ở đây người ta chôn ở trên ngôi mộ là luôn luôn có đầu trồng một cái cây mọi người. Đây là một nét văn hóa rất là độc đáo ha. Kế bên mộ đều có cái trồng cây hết nha. Ở đây thì chị thấy không trồng sát cái mộ nhưng mà những cái mộ khác thì trồng sát luôn. Ở đây là cái bun chặt của núi Gunung Cô Quang. Đi chắc khoảng 5 phút rồi mọi người, chưa tới 5 phút nữa. Để mình đi nhanh á. Thì như vậy là chị đã tham quan xong ngôi chợ tên là Paris Ngàn rồi mọi người. Cảm ơn mọi người đã vào xem video nha và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Bye bye nha.